Ngày 23 tháng 10 tại thành phố Thanh Hóa, tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh đã tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên năm 2024. Đây là hoạt động thường niên của tạp chí nhằm đánh giá kết quả của một năm cũng như tri ân lực lượng cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh, cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, được thành lập từ năm 1994. Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, tạp chí đã có những bước chuyển mình, đổi mới mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong lòng độc giả, được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhiều năm qua, tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh là một trong số ít các tạp chí văn học nghệ thuật địa phương tổ chức tốt các diễn đàn, hội nghị cộng tác viên, trại sáng tác và các cuộc thi. Từ các hoạt động này, tạp chí đã phát hiện, bồi dưỡng, chắp cánh cho nhiều tài năng văn học trẻ đến gần hơn với bạn đọc và xây dựng bổ sung nguồn kế cận cho Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã góp thêm những góc nhìn đa chiều để nhìn nhận rõ hơn về những nỗ lực, phấn đấu của ban biên tập tạp chí trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đội ngũ cộng tác viên. Trong khuôn khổ hội nghị, tạp chí Văn nghệ Sứ Thanh đã tặng thưởng cho 5 cộng tác viên xuất sắc năm 2024.